Xanh hóa lối sống đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn để phát triển tương lai bền vững cho bản thân và xã hội. Bởi vậy, lối sống này ngày càng phổ biến từ mỗi cá nhân, gia đình, lan tỏa cho cộng đồng và được bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất. Sống xanh được hình thành từ ý thức của mỗi người, từ những hành động nhỏ nhất, góp phần tạo dựng một lối sống lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên. Sống xanh không chỉ là một trào lưu mà đã dần dần len lỏi và trở thành nếp sống sinh hoạt của nhiều gia đình. Từ nông thôn đến thành thị, nhiều gia đình xây dựng không gian xanh, tạo không khí trong lành thoải mái, làm đẹp thêm cảnh quan xung quanh ngôi nhà. Gia đình đã bắt đầu cải tạo và trồng trọt từ năm 2020, tạo cho gia đình có một không gian xanh để mọi người trong thành viên trong gia đình có thời gian gần gũi nhau hơn, chăm sóc cây cũng như là để tạo cho môi trường trong không gian sống của mình nó được trong lành hơn và mình cũng có hoa để ngắm. Sau mỗi giờ học, em và bố mẹ cùng nhau tham gia các hoạt động trồng cây, nhổ cỏ, giúp không gian sống của ngôi nhà em thêm thư giãn và thoải mái hơn. Em cảm thấy rất vui vì được tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường. Tôi trồng cây cảnh này thì coi như được 4-5 năm rồi. Mỗi khi tôi về tôi cắt tỉa cây và thấy thoải mái, giải tỏa căng thẳng sau một ngày lao động mệt mỏi. Không chỉ các gia đình, lối sống xanh cũng được các quán cà phê hưởng ứng. Không gian quán cà phê được bao trùm bằng nhiều cây xanh, sử dụng đồ trang trí, vật dụng thân thiện với môi trường, tạo nên một không gian xanh. Mình mở quán này là muốn đưa mọi người đến gần gũi với thiên nhiên hơn. Mong rằng là quán sẽ đóng góp được phần nào trong việc bảo vệ môi trường cũng như nâng cao nhận thức được cộng đồng, lan tỏa được thông điệp bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, lan tỏa được nếp sống và lối sống xanh đến mọi người và đặc biệt là giới trẻ. Lối sống xanh không chỉ là xu hướng mà còn là cam kết và trách nhiệm của mỗi người đối với cuộc sống. Việc hình thành những thói quen hàng ngày một cách lành mạnh sẽ tạo ra lối sống tích cực cho môi trường và cho tương lai của chính chúng ta.